Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ông Putin nói tên lửa Nga ưu việt hơn phương Tây, cảnh báo dùng mọi vũ khí hủy diệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các tên lửa Nga hiện có mạnh hơn bất kỳ loại tương tự nào mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO ngày 28 tháng 11 tại Kazakhstan. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quân đội Nga sở hữu các vũ khí tầm xa mạnh mẽ hơn bất kỳ loại tương tự nào mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, theo đài RT. Ông Putin cho biết hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga có tải trọng tương đương với các phiên bản tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, nhưng vượt trội về tầm bắn. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng hệ thống PRSM, tên lửa tấn công chính xác mới của Mỹ, không vượt trội so với tên lửa Nga về các đặc tính kỹ thuật. Ông Putin tuyên bố Nga nắm rõ số lượng, vị trí cũng như các loại vũ khí mà phương Tây đã và sẽ chuyển giao cho Ukraine, đồng thời khẳng định không có loại vũ khí tiên tiến nào được cung cấp cho Ukraine có thể làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh sự vượt trội của Moscow so với các quốc gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về sản lượng vũ khí tầm xa. Theo nhà lãnh đạo Nga, sản lượng sản xuất vũ khí tầm xa của Nga hiện gấp 10 lần tổng sản lượng của toàn bộ NATO và dự kiến sẽ tăng thêm 25-30% vào năm tới. Ông Putin chỉ ra rằng kho vũ khí của Nga bao gồm các tên lửa hành trình Kalibr cũng như các tên lửa siêu thanh Kinza và Zircon, nhấn mạnh không có loại nào tương tự trên thế giới xét về tính năng. Ông cho biết quá trình sản xuất các loại tên lửa này đang đạt đỉnh và sẽ tiếp tục được mở rộng. Tổng thống Nga còn hứa hẹn rằng trong tương lai gần, các hệ thống siêu thanh hiện đại mới sẽ được bổ sung vào kho vũ khí chiến lược của Nga, giúp nước này duy trì lợi thế trong lĩnh vực công nghệ quân sự. Cũng tại hội nghị, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí sẵn có để đối phó nếu Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu quốc gia mà chúng ta đang xung đột trở thành cường quốc hạt nhân, chúng ta sẽ làm gì? Trong trường hợp này, Nga sẽ sử dụng tất cả. Tôi muốn nhấn mạnh tất cả các phương tiện hủy diệt mà chúng tôi có. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra và sẽ theo dõi mọi hành động của họ. Ông Putin nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích bất kỳ hành động cung cấp vũ khí hạt nhân nào cho Ukraine, gọi đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng các cam kết về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Dù khẳng định Ukraine khó có khả năng tự sản xuất vũ khí hạt nhân, ông Putin cảnh báo rằng Kiev chỉ có thể chế tạo bom bẩn, một loại bom thông thường chứa chất phóng xạ được chế tạo từ chất thải ở các nhà máy điện hạt nhân. Trong trường hợp đó, Nga sẽ đưa ra phản ứng thích hợp, ông Putin khẳng định, theo hãng thông tấn Tass. Ukraine và phương Tây chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Putin. Tổng thống Putin lần đầu tiết lộ uy lực của tên lửa đạn đạo không có đối thủ Oreknik. Sau khi phương Tây cho phép Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa như ATACMS và Storm Shadow SCALV tấn công vào lãnh thổ Nga, Moscow đã đáp trả bằng việc triển khai tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreknik. Vào ngày 28 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ khả năng của loại tên lửa này, đặc biệt là trong cuộc tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine hôm ngày 21 tháng 11. Tên lửa Oreknik có khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố, thậm chí nằm sâu dưới lòng đất và tạo ra một sức mạnh hủy diệt tương tự với vũ khí hạt nhân. Ông Putin mô tả tên lửa Oreknik có tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, khoảng 3 km/giây, và nhiệt độ tạo ra trong vụ nổ có thể lên tới 4.000 độ C, đủ để biến mọi thứ thành cát bụi. Hệ thống tên lửa này hiện được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công và đang tiếp tục tìm kiếm các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Nga cho rằng không có đối thủ nào có hệ thống tên lửa siêu vượt âm tương tự và năng lực sản xuất các hệ thống này của Nga đang ngày càng mạnh mẽ. Tổng thống Putin cũng chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, coi đây là sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc chiến sau khi tên lửa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh tấn công vào các mục tiêu quân sự ở tỉnh Kerch và Bryansk. Moscow đã đáp trả bằng tên lửa Oreknik. Ông Putin cảnh báo rằng hành động khiêu khích của phương Tây có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu cuộc xung đột leo thang. Tướng Wandama Zhezebzak,
cựu chỉ huy lực lượng mặt đất Ba Lan nhấn mạnh rằng tên lửa Oryx là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine vì hệ thống phòng không của Kiev không thể phát hiện hoặc ngăn chặn được các tên lửa siêu vật âm này. Hệ thống tên lửa Oryx có thể bay với tốc độ Mach 11, nhanh gấp 11 lần tốc độ âm thanh, khiến việc chống lại nó trở nên vô cùng khó khăn đối với Ukraine. Ông Medvedev nói về khả năng Nga tấn công các căn cứ quân sự NATO. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Al Arabiya vào ngày 27 tháng 11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev không loại trừ khả năng Moscow sẽ tấn công các căn cứ quân sự của NATO nếu xung đột với Ukraine leo thang do việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng các quốc gia NATO đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột thông qua việc cung cấp vũ khí, tài chính và thậm chí là thông tin tình báo cho Ukraine. Medvedev phát biểu rằng nếu xung đột phát triển theo một kịch bản leo thang, không thể loại trừ bất kỳ điều gì. Ông cũng chỉ ra rằng các quốc gia thành viên NATO như Romania và Ba Lan đã trở thành những đối tác chủ yếu trong việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ Ukraine, qua đó gián tiếp tham gia vào cuộc chiến. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga có thể tấn công các căn cứ quân sự ở những quốc gia này nếu các tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp tiếp tục được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga? Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga khẳng định rằng Moscow không muốn xung đột leo thang, nhưng nếu cần thiết, Nga sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Chúng tôi không muốn kịch bản khó khăn và buồn nhất, nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ Nga, ông Medvedev cho biết. Được biết, ngày 19 tháng 11, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở tỉnh Kursk và Bryansk sử dụng tên lửa tầm xa AT-ACMS do Mỹ sản xuất và Storm Shadow do Anh sản xuất. Để đáp trả, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp vào một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vài ngày qua, lực lượng Ukraine đã tiến hành thêm một số cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Những diễn biến này đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng xung đột Nga-Ukraine có thể leo thang và vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, các bên đều tỏ ra quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình, làm tăng thêm nguy cơ cho sự ổn định và khu vực và toàn cầu. Trong khi đó, Đại hội đồng Nghị viện NATO kêu gọi đẩy nhanh quá trình gia nhập của Ukraine. Cụ thể, trong phiên họp thường niên diễn ra vào ngày 25 tháng 11, Đại hội đồng Nghị viện NATO đã thông qua một khuyến nghị mạnh mẽ, yêu cầu các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tăng cường nỗ lực giúp Ukraine đạt được tư cách thành viên đầy đủ của NATO trong thời gian sớm nhất có thể. Khuyến nghị này đã được công bố vào ngày 26 tháng 11 và phản ánh quyết tâm của các đồng minh NATO trong việc hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn đang diễn ra căng thẳng. Khuyến nghị từ Đại hội đồng yêu cầu các chính phủ và quốc hội của các quốc gia NATO đẩy nhanh quá trình hội nhập của Ukraine, sử dụng mọi công cụ hợp tác song phương hiện có, bao gồm Hội đồng NATO, Ukraine và Trung tâm Đào tạo, Giáo dục. Ngoài ra, các đồng minh còn được kêu gọi thành lập một phái bộ của NATO tại Ukraine để tăng cường sự hỗ trợ thực tế cho quốc gia này. Tài liệu chính thức cũng được khuyến khích việc ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời yêu cầu các quốc gia NATO gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Điều này nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng tự vệ và đối phó với cuộc tấn công của Nga, đồng thời bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đại hội đồng cũng kêu gọi một cách tiếp cận chiến lược chung đối với Nga trong hội nghị thượng đỉnh tiếp theo ở Hà Lan. Mục tiêu là chuẩn bị đầy đủ cho NATO trong việc kiềm chế và chống lại các hành động của Nga, bao gồm cả các mối đe dọa thông thường, lai ghép và hạt nhân. Ngoài việc củng cố các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Đại hội đồng cũng nhấn mạnh quyền của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp ở Nga, một động thái nhằm làm suy yếu khả năng chiến tranh của Moscow. Tuy nhiên hiện tại, cả Kiev và Moscow đều chưa có phản ứng chính thức về tuyên bố này. Động thái này cho thấy sự kiên định của NATO trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời thể hiện quyết tâm của Liên minh trong việc đối phó với Nga, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong cuộc xung đột kéo dài giữa hai nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!